với góc diễn thứ tư. Và lúc này đây góc diễn của chúng ta đã chính thức bắt đầu rồi ạ. Xin mời quý vị hãy cùng tiến vào bên trong và hỗ trợ với ban tổ chức để góc diễn của chúng ta có thể bắt đầu đúng theo khung giờ dự kiến của chúng tôi. Xin được mời quý vị ạ.